Xin kính chào quý cô chú anh chị và các bạn yêu lan trên mọi miền tổ quốc. Em xin được giới thiệu tên là Biểu, chuyên bán phong lan rừng tại Cao Bằng ạ. Và số điện thoại để cô chú anh chị liên hệ đặt hàng bên cơ sở lan rừng em là 0849490188 hoặc 0396164604. Hiện tại là buổi tối của ngày mùng 2 tháng 7 năm 2022 thì tối nay bên cơ sở lan rừng em có về nhiều những cái mặt hàng kg. Rất là nhiều những cái dòng hàng lan thuần đẹp để giao lưu cùng cô chú anh chị và bạn. Và bên cơ sở lan rừng em có ship hàng toàn quốc, khi cô chú anh chị nhận hàng thì phải thanh toán trả tiền cho bên người phát hàng. Em báo thì sẽ chưa bao gồm có phí vận chuyển. Và khi cô chú anh chị đặt hàng có thể gọi điện hoặc nhắn tin hay số điện thoại mà bên em vừa cung cấp. Cước phí vận chuyển bên em được tính là từ 3 kg đổ lại, cước phí sẽ là 35.000 cho một đơn hàng. Mỗi 1 kg tiếp theo, cước phí sẽ cộng thêm 5.000 nữa cho 1 kg tiếp theo. Cước phí này thì sẽ được áp dụng cho tất cả các vùng miền Bắc, Trung, Nam trên toàn quốc ạ. Và với cước phí rất là ưu ái như vậy thì khi cô chú anh chị đặt lan bên em khoảng tầm 10 kg chỉ rơi khoảng tầm 70 cho đến 80.000 ạ. 5-6 cân cũng chỉ rơi khoảng tầm 45 cho đến 50.000 thôi, nên cô chú anh chị hết sức là yên tâm nhé. Và hôm nay thì bên em có đủ những mặt hàng đáng sưu tầm nhất để cô chú anh chị có thể tìm hiểu và sưu tầm cho những cái cây lan đẹp cho sân vườn của nhà mình, những cái cây quế lan hương hàng lá xếp rụt, những cái cây cáo, những giò tổ quạ tròn vo rất là đẹp với giá cực kỳ là yêu thương, nhiều những mặt hàng kg đẹp mà cập bến ngày hôm nay. Và em xin phép được giới thiệu chi tiết từng mặt hàng đến cô chú anh chị và các bạn những mặt hàng hiện tại bên cơ sở là gì em đang có ạ. Trước tiên thì em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị đó là lô kiều vuông cánh trắng. Cái dòng này thì cô chú anh chị có thể kích hoa để nó nở đúng vào thời điểm Tết luôn. Cây thì bên em đã chọn lựa và cắt tỉa rất là kỹ, nên cô chú anh chị thấy là mặc dù cái lô hàng thì bình thường kiều vuông khá là nhiều thân không có lá, những cái lô hàng này thì rất là đẹp luôn ạ. Em bán 250.000 cho 1 kg cô chú anh chị nhé. Và sang bên này đây sẽ là quế lan hương hay còn gọi là quế trắng tháng 8. Cái dòng lan mà hoa thì coi là đệ nhất hương, và hàng hiện tại là đây, cây đang nụ đây cô chú anh chị này. Hiện tại là cây đang nụ rồi. Đó. Và dòng quế lan hương quế trắng tháng 8 này thì em xin phép được bán với giá là 300.000 cho 1 kg cô chú anh chị nhé. 300.000 cho 1 kg. Còn nếu như cô chú anh chị nào mà muốn lấy hàng xếp thì lát nữa em đã ghi theo hình kia rồi, giá cũng rất là yêu thương thôi, cô chú anh chị có thể chọn lựa cho mình. Còn sang bên này đây thì bên em có dòng đai châu rừng bắc trụ hàng cây lá mít và không lỗi lá, rất là tuyệt vời luôn, như thế này cô chú anh chị nhìn này. Đó, bản lá xếp lá mít rất là đẹp. Em bán 350.000 cho 1 kg. Và 1 kg nó sẽ rơi khoảng tầm 9 cho đến 13 cây cô chú anh chị nhé. Hiện tại thì cây đang bắt đầu là bán những cái rễ non tơ mới, nên là cô chú anh chị hết sức yên tâm luôn. Giúp em là mùa này cô chú anh chị trồng thì cực kỳ là dễ thuần nhá. Và dòng đai châu này thì bản thân nó cũng rất là dễ trồng rồi ạ. Sang bên này đây thì cô chú anh chị nhìn cho em cái lô kiều cam cô chú anh chị ạ, xanh mướt như thế này. Em bán với giá chỉ có 190.000 cho 1 kg thôi ạ. Và tiếp sang bên này đây thì em có dòng lan hoàng thảo trinh bạch. Hoàng thảo trinh bạch là dòng lan hiện tại vẫn còn đang có hoa của chú anh chị này. Cái dòng hàng này thì hoa trắng không tì vết và cái họng thì điểm một chút chút xíu đỏ thôi cô chú anh chị ạ. Đó, và hoa thì thơm dịu cũng rất là thích luôn ạ. Trinh bạch em bán với giá, hoàng thảo trinh bạch với giá là 130.000 cho 1 kg cô chú anh chị nhé. Và tiếp sang bên này đây sẽ là dòng lan hoàng nhạn tháng 4, được coi là chị em song sinh của dòng lan hoàng nhạn tháng 8. Và riêng dòng hoàng nhạn tháng 4 này thì bên em cũng đã khi mua thì cũng đã lọc kỹ cái hàng, gọi là những cây nó gọi là cây nhỡ từ tầm nhỡ trở lên, từ tầm trung trở lên, chứ không có cây bé quá. Bởi vì hàng bé thì nhà vườn người ta đã cho hết vào vườn rồi cô chú anh chị ạ. Đó, thì cây nó cũng lớn và đẹp nhá cô chú anh chị nhá. Thì cái hàng rừng thì không tránh khỏi là một số cây có thể bị vàng lá một chút xíu, thì cái đấy là không tránh khỏi đâu cô chú anh chị ạ. Cái dòng hoàng nhạn này thì em xin phép được bán với giá là 650.000 cho 1 kg. Em sẽ bán từ 0,1 kg, và 0,1 thì nó có thể rơi khoảng tầm 3 cho đến 5 cây cô chú anh chị nhé. Và tiếp sang bên này đây thì em có lô hoàng thảo hoàng lạp đẹp xuất sắc như thế này ạ. Xanh tươi và cực mướt luôn, với những giả hành rất là nhiều thân lá đẹp như vậy, em bán có 130.000 cho 1 kg thôi. Sang bên này đây thì em có dòng lan hoàng thảo vẩy rồng ạ. Hoàng thảo vẩy rồng cô chú anh chị nhé. Dạ. Những cái giả hành vừa tầm, những cái rề vừa tầm sinh thì cô chú anh chị có thể ghép cho mình những cái tác phẩm vẩy rồng cho sưu tầm cho sân vườn của nhà mình. Và hoàng thảo vẩy rồng thì em cũng xin nhắc là cái hàng ấy thì nó cũng sẽ có khá là nhiều những cái thân mà nó không có lá kèm theo ấy, thì cái điều đấy là không tránh khỏi cô chú anh chị nhá. Những cái hàng như thế này thì cũng rất là đẹp rồi, em bán với giá là 130.000 trong 1 kg. Và bên này đây thì em có dòng dáng hương bạch nhạn, cho ai yêu mến cái màu hoa trắng và hương thơm dịu dàng của nó, em bán với giá là 160.000 cho 1 kg, em sẽ bán từ 0,3 kg nhé.
Và bên này đây thì em có dòng dáng hương đuôi chồn, cái hàng tươi roi rói như vậy này cô chú anh chị này, cây không cây gọi là tầm vừa vừa trung trung, không quá lớn và cũng không quá nhỏ, rất là đẹp để cô chú anh chị thích hợp ghép, rất là thích hợp để ghép cô chú anh chị ạ. Em bán 1 kg với giá là 180.000 cho 1 kg cô chú anh chị nhé. Và dáng hương đuôi chồn thì mùa này nó cũng vừa mới qua mùa hoa xong nên là cũng là đang mùa ghép rất là thích hợp của cái dòng đuôi chồn này đấy ạ. Sau bên này đây sẽ là lô hoàng phi hạc cô chú anh chị này. Cái dòng lan cũng rất là dễ thuần, dễ chăm ạ. Và hoa thì có thể sổ ra rất là nhiều những cái mặt bông khác nhau, và với bông hoa cực kỳ là sắc nét đẹp, có thể họng đen, có thể họng vàng, hoa thì rất là sắc nét cô chú anh chị nhé, bền hoa. Em bán hoàng phi hạc với giá cũng chỉ có 130.000 trong 1 kg thôi. Và sang bên này đây sẽ là dòng dáng hương quế tím ạ. Quế tím thì bên em đã chọn lựa và cắt tỉa khá là kỹ rồi. Thì hàng hôm nay thì em để ngoài này, chỗ em mưa khá là lớn nên bị hắt vào một chút xíu. Đây cô chú anh chị có thể cùng ngắm cho em những tác phẩm quế tím ở đây ạ. Cái giò quế tím này chỉ có vài nhánh thôi mà người ta có thể lên được một giò rất là đẹp như thế này cô chú anh chị nhé. Khi sổ hoa bên ngoài thì hoa của nó còn tím đậm hơn rất là nhiều ạ. Em bán với giá chỉ có 150.000 cho 1 kg quế tím thôi, và em sẽ bán từ 0,3 kg, tức là 45.000 thoải mái cô chú anh chị được giò quế tím đẹp rồi. Sau bên này đây thì em có dòng dáng hương tam bảo sắc, và cái lô dáng hương tam bảo sắc này chủ yếu là cái vùng mà sẽ sổ hoa màu vàng của chú anh chị nhé. Và hoa của dòng dáng hương tam bảo sắc màu vàng ấy thì khi mà nở thì hoa phải nói là cái độ thơm của nó cực kỳ là đậm đà, nó không kém cạnh gì cái mùi hương của dòng hoàng nhạn luôn cô chú anh chị ạ. Đó, và hoa của nó thì nhìn cũng rất là thể hiện được cái sự rắn giỏi rất là tuyệt vời của cái mặt bông luôn. Em bán chỉ có 150.000 cho 1 kg của dòng hàng hôm nay thôi cô chú anh chị nhé, dáng hương tam bảo sắc hoa vàng. Và bên này đây sẽ là những cái chậu hương cát cát cô chú anh chị nhìn cho em ạ. Mỗi chậu hương cát cát như vậy thì sẽ rơi khoảng tầm 5 cần hoa cô chú anh chị ạ, 5 cần hoa. Hiện tại thì cái dòng này là hoa với bông lụa này cô chú anh chị này, với bông hoa vàng đậm vàng rất là đẹp như thế này. Đó. Cánh hoa rất là sắc nét với cái lưỡi cong rất là đẹp tuyệt vời luôn. Và đặc biệt là cái mùi hương của nó thì nhẹ nhàng và quyến rũ vô cùng luôn ạ. Cái mùi hương của nó cô chú anh chị nhá, dòng hương cát cát, hoa rất là thơm. Đấy, chậu thì rơi vào 4 đến 5 cần hoa trở lên, và cái độ bền của nó sẽ phải trên 2 tháng. Nên là những chậu hương cát cát này về thoải mái cô chú anh chị thưởng thức hoa một thời gian rất là dài nữa, mặc dù nó cũng vừa mới sổ bông thôi ạ cô chú anh chị nhá. Nên là về cô chú anh chị thoải mái còn thưởng thức hoa, như có những cái chậu này vừa có cả hoa và vừa có cả nụ rất là khỏe đẹp như thế này. Đó, em bán với giá là 180.000 cho một chậu cô chú anh chị nhá, 180.000 cho một chậu. Cô chú anh chị nào lấy từ 2 chậu, lấy từ 3 chậu em sẽ bao phí vận chuyển cho cô chú anh chị luôn, là những chậu hương cát cát 180.000 cho một chậu, và lấy 3 chậu hương cát cát em bao phí vận chuyển cô chú anh chị nhá. Về nếu như cô chú anh chị nào mà lấy 3 chậu về cô chú anh chị gộp lại thì có một chậu phải nói là siêu đẹp, siêu thơm để cô chú anh chị thưởng thức rồi ạ. Và bên này đây thì cô chú anh chị nào mà muốn lấy chuẩn mặt bông luôn thì có thể lấy giúp em cái chậu dáng hương tam bảo sắc hoa vàng này này. Phải nói là cái hương của nó thì cái độ thơm của nó thì thôi rồi cô chú anh chị ạ, vài bông nở thôi mà siêu thơm luôn. Cái giò này hiện tại đang có 2 cần hoa nở, và cái giò này em xin phép được bán với giá là 500, à đâu, có 150.000 thôi. Tiếp sang bên này đây sẽ là cái dòng trầm cổ hay còn gọi là trầm thanh củi cô chú anh chị nhé. Hiện tại thì cô chú anh chị có thể thấy là cái thân của nó còn đang xanh như vậy, và một dạo nữa cây phát triển cao lên nó sẽ bắt đầu là chuyển sang màu vằn đỏ. Và hoa thì cực kỳ là đậm đà và rất là thơm cô chú anh chị ạ. Và cái chậu dòng lan trầm cổ hay là còn gọi là trầm thanh củi này này, bình thường thì cái hàng hoa Tết là bán mỗi một thân là trên 100.000 nhá. Vừa rồi Tết vừa rồi em cũng bán đấy ạ. Đó, và một cái chậu như thế này thì cô chú anh chị có thể thấy là rơi vào 5-6 thân trở lên rất là tuyệt vời luôn. Cây phát triển cực kỳ là khỏe và đẹp. Em bán chỉ có 180.000 cho một chậu thôi ạ. 180.000 cho một chậu thôi cô chú anh chị nhá. Cái giò lan này mà đến ngày nở hoa thì thôi rồi ạ. Và sang bên này đây thì em có những cái chậu, đây là già hạc Hawaii tím xưa. Cô chú anh chị cũng biết rằng là dòng lan này, đó, dòng lan cũng đã nổi đình nổi đám rất là lâu nay về cái độ thơm, độ đẹp và nở đúng vào thời điểm Tết của nó. Em bán một cái chậu như vậy rơi vào 4-5 thân cũng chỉ có 150 cho một chậu thôi. Và sang bên này đây sẽ là cái dòng phi điệp 5 cánh trắng hậm hồng ạ. Với thân trong vắt luôn cô chú anh chị này, hàng chuẩn ươm ki cô chú anh chị nhá. Hàng cây giống chuẩn ươm ki, và một chậu có thể có 2 thân, nếu như 2 thân thì nó sẽ rơi từ trên 50 cm trở lên rồi, và đến cuối năm chắc cũng phải rơi 70-80 cm là không rơi dưới 70-80 cm. Chậu 2 thân này phải nói là cực, 2 thân cực kỳ là đẹp luôn ạ. Và chậu cũng sẽ có những cái chậu 3 thân hoặc là chậu 4 thân. Đó. Và đồng giá em chỉ bán có 140.000 cho một chậu thôi. Đó. 140.000 cho một chậu thì đảm bảo cô chú anh chị có một cái tác phẩm dòng phi điệp 5 cánh trắng hậm hồng này thì hoa nó rất là sai.
đảm bảo cô chú anh chị có một cái tác phẩm tuyệt vời để cô chú anh chị ngắm không đã mắt rồi ạ. Sau bên này đây sẽ là những cái bảng giả hạc pháp cô chú anh chị nhìn thấy ạ. Bảng rất là nhiều thân này. Đó, bảng rất là nhiều thân. Đẹp như thế này, 7, 8, 9 thân trở lên. Em bán chỉ có 140.000 cho một bảng thôi. Và cô chú anh chị biết rằng là giả hạc pháp thì cái riêng cái mặt bông của nó thì tím đậm cực kỳ là đẹp rồi ạ. Và hoa cũng nở đúng vào thời điểm Tết và cũng rất là dễ trồng, dễ chăm đúng không ạ? Còn sang bên này đây thì em có cái dòng trầm rồng đỏ. Bây giờ em sẽ giới thiệu đến cô chú anh chị đó chính là dòng đen đô xuân trước đi. Những cái chậu đen đô xuân cô chú anh chị này, chậu rất là sum xuê luôn. Chậu rơi vào 4 năm thân trở lên, những cái chậu đen đô xuân này em bán với giá chỉ có 160.000 cho một chậu thôi. Và cô chú anh chị tìm hiểu về những cái cây lan thì cô chú anh chị biết rằng là dòng đen đô xuân thì nó sẽ sổ rất là nhiều những cái mặt bông khác nhau. Đó, sổ nhiều những cái mặt bông khác nhau cô chú anh chị nhá. Tuy nhiên thì mặt bông nào thì cũng đều rất là đáng sưu tầm, đáng thưởng thức ạ. Và riêng dòng này thì cứ mỗi năm Tết đến là bên Trung Quốc người ta tuồn sang bên Việt Nam mình rất là nhiều hàng, nhiều hàng. Và mỗi một chậu chỉ khoảng tầm 2 thân thôi. Và người ta cũng đã bán trên 200.000 cho một chậu như vậy rồi. Còn cái hàng này là hàng trồng thuần của Việt Nam mình, về cô chú anh chị chơi xong rồi, cơ hội để lại để chơi những năm tiếp theo nhân giống là rất là lớn của chú anh chị ạ. Mà giá chỉ có 160 mà chậu thì to đùng luôn ạ. Còn sang bên này đây sẽ là những cái chậu đen đỗ mắt đen cô chú anh chị nhá. Đây này cô chú anh chị thấy ạ, chậu siêu to, rất là nhiều thân mập khỏe và đây đều là những cái cây mà đã trưởng thành cô chú anh chị nhé, chứ không phải là hàng cây giống ạ. Ở đó, một cái chậu như thế này, dòng đen đúc mắt đen với cái sắc hoa rất là đậm và mắt đen đẹp tuyệt vời nhé. Em bán một chậu như vậy là 170.000 ạ. Tiếp sang bên này thì em có cái dòng trầm rồng đỏ này, hoa nở thời điểm Tết. Và trầm rồng đỏ này thì cô chú anh chị biết rồi ạ, trước đây mỗi một thân cũng trên 300.000 cho một thân đúng không ạ. Hoa của nó đỏ đậm mà nở đúng thời điểm Tết cực kỳ là thơm, nở khi nở thì sổ rất là đều bông. Đấy, đều bông và rất là sai bông ạ. Và mỗi chậu trầm rồng đỏ như vậy thì sẽ rơi khoảng tầm 3 thân hoặc là 4 thân trở lên tùy độ ngắn dài. Em bán với giá 150.000 cho một chậu trầm rồng đỏ thôi cô chú anh chị nhá. Sang bên này đây thì em còn có hai cái bảng hoàng thảo vôi rất là đẹp đấy ạ. Cực căng mướt và đẹp như vậy với giá là 140.000 cho một bảng này. Bên này đây sẽ là những cái chậu hài Mauzie. Đây là những chậu hài Mauzie xanh, chậu sẽ rơi vào ít nhất là 2 cây, đều là những cây đã trưởng thành và chuẩn bị cho hoa nhé cô chú anh chị nhé. Hiện tại thì có những cái chậu đã cho nụ này cô chú anh chị này. Đó, Mauzie xanh. Em bán hình như chậu này như cũng đâu cũng là chuẩn bị mèo rồi sao ấy. Chậu Mauzie xanh này này. Cái chậu Mauzie xanh như vậy em bán 250.000 cho một chậu nhé. Còn bên này sẽ là Lecochilium, một cái dòng hàng mà hoa rất là thơm. Một trong những dòng hài hoa rất là thơm, em bán một chậu Lecochilium như vậy với giá là 150.000 cho một chậu. Sang bên này sẽ là cái chậu hài Vân Nam ạ, một chậu như vậy cũng trồng thuần và đã nở hoa, hiện tại thì vừa tàn xong và đã mọc cây, đang mọc cây con tiếp theo đấy ạ. Mọc những cây con tiếp theo rất là xinh. Em bán một chậu như vậy với giá chỉ có 120.000 nhé. Tiếp sang bên này thì rất là nhiều những mặt hàng lan đẹp mà em đã chia ra theo từng hình rồi để cô chú anh chị có thể lựa chọn cho mình những cái phần lan gọi là ưng ý nhất cho sân vườn của nhà mình ạ. Em có những cái hình quế lan hương, những giò giáng hương tươi cáo, những cái giò điệp tím cũng như là những cái hình hình tổ quạ rất là đẹp với giá yêu thương để cô chú anh chị có thể lựa chọn và sưu tầm. Em xin phép được giới thiệu đến cô chú anh chị từng hình một này. Trước tiên sẽ là quế lan hương trước cô chú anh chị nhé. Và quế lan hương thì cái mùa này cô chú anh chị biết rồi ạ, là cái mùa quế lan hương là mùa hoa nở tháng 8 và bây giờ đang là đi vào cái mùa nụ. Và cô chú anh chị biết rằng là cái mùa nụ, mùa hoa chính là mùa sinh trưởng, cây sinh trưởng phát triển tuyệt vời nhất, dễ thuần, dễ chăm nhất đúng không ạ? Đấy. Hiện tại thì cây đang nụ này, cô chú anh chị thấy ạ, có cây nhú nụ lừa dài hơn, có cây cũng đang vừa nhú nụ như vậy thôi. Đây là lô số 1 cô chú anh chị này. Đó, cây kể cả cây có vài cặp lá như vậy thôi mà cô chú anh chị thấy là nó cũng đã có những cái nụ hoa rồi ạ. Đấy, có cây thì nhú nụ dài, có cây đang bắt đầu nhú nụ thôi. Cái lô hình số 1 này có tất cả là 9 cây luôn cô chú anh chị nhá. 9 cây quế luôn và có nhiều cây đang nụ rất là xinh rồi. Em bán với giá là 230.000 cho một chậu hình quế lan hương này thôi. Vì cô chú anh chị có thể làm một trụ hoặc một chậu rất là đẹp nhá. Sang hình tiếp theo sẽ là hình số 2. Cái lô này có 6 cây xếp đẹp tuyệt vời luôn đây cô chú anh chị này. Đó, 6 cây lá xếp đẹp tuyệt vời luôn. Cô chú anh chị thấy là có những cây này lá nó hơi tím như vậy là bởi vì nó có thể là trồng ở nó ở ngoài nắng nhiều cô chú anh chị nhé. Cây hoàn toàn là khỏe mạnh và không có vấn đề gì ạ. Và cái hình này thì em xin phép được bán 220.000, có 6 cây xếp khá là lớn. Sang hình tiếp theo sẽ là hình số 3. Cô chú anh chị nhìn cho em cái hình số 3 này thì có 5 cây xếp cực kỳ là xinh luôn ạ. 5 cây xếp rất là xinh ở đây em bán với giá 240.000. Và hình tiếp theo sẽ là hình số 4 này. Hình số 4 này cô chú anh chị thấy là tổng tất cả có 8 ngọn quế xếp xinh.
8 ngọn quế xếp sinh như vậy nhé. Và cái hình này em xin phép bán với giá là 250.000. Và sang hình tiếp theo là hình số 5. Hình này có 4 cây khá là to và đẹp, 4 cây quế xếp rụt to đẹp, em bán với giá là 240.000. Còn thì cô chú anh chị có thể lấy quế lướt kia cũng được, cây rất là khỏe cô chú anh chị nhé. Hoa thì cũng không khác gì cái hàng xếp. Nếu cô chú anh chị muốn lấy hàng xếp thì có thể chọn hình đây giúp em. Hình tiếp theo hình số 6. Cái hình này thì cũng có 4 cây cô chú anh chị ạ. 4 cây này khá là lớn. Đó, 4 cây quế này khá là lớn. Và em xin phép bán cái hình này với giá cũng 240.000 nhá. Sang hình tiếp theo sẽ là hình số 7. Hình số 7 này, hình này có 3 ngọn quế, 4 ngọn quế cũng khá là lớn ạ. Thưởng thức một mùa hoa thôi cô chú anh chị cũng cảm thấy là rất là đã rồi cô chú anh chị. Hình này em bán 240.000. Và hình tiếp theo hình 208 này, cái lô quế xếp rất là xinh, thẳng và đẹp. Cái hình này có tất cả là bao nhiêu ạ? 6 ngọn quế nhá. Cái 6 ngọn quế xếp rất là xinh ở đây, em xin phép được bán nó với giá cũng 240.000 cô chú anh chị ạ. 240.000 cho hình quế này. Và sang hình tiếp theo là hình 15. Hình số 9, hình này có đến 15 cây luôn ạ. 15 cây luôn cô chú anh chị nhá. Và 15 cây này thì em xin phép được bán với giá chỉ có 220.000 thôi. Và sang hình tiếp theo là hình số 10. Đấy, cô chú anh chị cứ lựa chọn. Nói chung là nhiều cây thì chắc chắn nó sẽ nhỏ hơn. Nhiều cây mà rẻ thì chắc chắn nó sẽ nhỏ hơn rồi. Hình tiếp theo sẽ là hình số 10. Và cái lô này có đến 7 cây ạ. 7 cây này em bán với giá 230.000 cho hình này. Sang hình tiếp theo sẽ là hình số 11. Hình này 4 cây này. 4 cây xếp đẹp và cũng đang nụ rất là xinh. Cái hình này em bán 240.000. Hình số 12, 5 cây cô chú anh chị nhá. Nói chung là quế thì em thấy là phát triển khá là nhanh cô chú anh chị ạ. Như em vừa rồi em lấy những cây gấy ngọn về em trồng ấy, 1 2 năm sau nó lên rất là nhiều lá rồi. Đấy. Cái hình này là hình số 12, 5 cây em bán 220.000. Và sang hình tiếp theo sẽ hình 13. 14 cây cô chú anh chị nhá, 14 cây luôn. Với giá chỉ có 210.000 thôi ạ. Và trong hình này thì cũng có những cây mà nhú nụ rồi nên là cô chú anh chị vẫn sẽ được thưởng thức được bông hoa thơm ngát của nó ạ. Sang hình tiếp theo sẽ là hình số 14 này. Hình 14 ở đây có tất cả là 5 cây khá là lớn và có những cây xếp rụt rất là đẹp. Hình này em bán với giá là 210.000 cô chú anh chị nhé. Là hình 14 ạ, 210.000. Đấy, rất là đẹp. Sang hình tiếp theo sẽ là hình số 15, 9 cây. Hình số 15 này có đến 9 cây luôn nhé cô chú anh chị nhé. Và 9 cây ở hình 15 này em bán với giá là 210.000. Hình số 16. Hình số 16 ạ, hình này thì có tất cả là 6 cây. 6 cây này thì cũng khá là lớn nhá cô chú anh chị nhá. Đây này, 6 cây đều và khá là lớn. Đây. 6 cây đều và khá là lớn ở đây em bán 220.000 cô chú anh chị này. Sang hình tiếp theo sẽ là hình số 17. Số 17 này thì em có 10 cây ạ. Có tất cả là 10 cây cô chú anh chị nhá. 10 cây quế xếp rất là xinh ở đây. Nói chung là cô chú anh chị yên tâm, cô chú anh chị về trồng một dạo một năm thôi là cô chú anh chị sẽ nhìn thấy là nó lên nhiều lá khác hẳn luôn. Cái hình này em bán với giá là 10 cây với giá là 230.000 cho hình này. Sang hình tiếp theo sẽ là hình số 18. Cái lô này em có tất cả là 9 cây luôn đấy ạ. 9 cây quế xếp sinh ở đây luôn. Và hình này thì em bán với giá là 220.000 cô chú anh chị nhé. Đó, cô chú anh chị cứ lựa chọn giúp em. Hơn 200.000 thôi cô chú anh chị được những cây quế xếp rất là đẹp để mà làm giống cũng như thưởng thức hoa rồi ạ. Sang bên này sẽ là những cây châu mít. Những cây châu mít này em có bán hàng cân bên này với giá 350.000 1 kg. Cô chú anh chị có thể đặt hàng cân hoặc cô chú anh chị có thể chọn theo hình này giúp em. Ở đây thì em có cái hình số 9, hình số bao nhiêu nhỉ? Hình này hình 19 cô chú anh chị ạ. Hình 19 thì có tất cả là 8 cây nhá. Đó, 8 cây đai châu lá mít xinh như vậy em bán với giá chỉ có, hình này thì em chỉ bán với giá có 180.000 cho hình này thôi ạ. Sang hình tiếp theo sẽ là hình số 19A. Cái hình 19A này thì có 3 cây rất là đẹp nhá. 3 cây này. Em bán cái hình này với giá là, hình 19A với giá là 140.000. Tiếp sang bên này đây sẽ là hình số 20. Hình số 20 này thì có tất cả là 3 cây. 20 này là 3 cây cô chú anh chị nhá, 3 cây khá là lớn ở đây. Em bán cái hình này với giá cũng 140.000. Và hình số 21. Còn hình số 21 này có 4 cây cô chú anh chị ạ. 4 cây hình 21. Em bán cái hình này với giá là 170.000. Và tiếp sang bên này đây sẽ là hình 22. Hình 22 này thì có 2 cây rất là to. Và em bán cái hình này với giá là 140.000. Và sang bên này sẽ là hình số 23. Hình số 23 này thì có tất cả là 10 cây thôi ạ. 10 cây thôi.
10 cây cáo. Cái tầm mùa này thì đang là cái mùa ghép cáo đẹp đẹp nhất trong năm cô chú anh chị nhé. Cái mùa này đang là vừa mới mùa hoa xong ạ. Cô chú anh chị về trồng khoảng tầm 1 tuần cho đến 15 ngày đảm bảo cô chú anh chị là cây ra rễ xanh mướt luôn. Cây ra rễ đẹp tuyệt vời luôn cô chú anh chị nhé. Và cái hình này thì ở đây em có cái hình này gọi là hình 23, có tất cả là 10 cây cáo khá là đều cây luôn với giá chỉ có 140 thôi cô chú anh chị này. Về làm được 1-2 chậu cực kỳ là đẹp rồi ạ. Hình tiếp theo sẽ là hình số 24, cái lô này có đến 17 cây. Em bán có 150.000 thôi cô chú anh chị nhá. Hàng bên em đã chọn lựa rất là kỹ và nhiều cây xếp sinh này. Nhỏ nhưng mà nhiều cây xếp sinh. Đó. 24 cây, hình 24 17 cây có 150.000 ạ. Sang hình tiếp theo là hình số 25, 6 cây. 6 cây khá lớn nhá cô chú anh chị nhá. Đó, 6 cây khá lớn ở đây, có những cái cây bản lá to bự và dày cộp luôn. Này cô chú anh chị này. Cái lô này có 6 cây này em bán với giá là 160.000 ạ, là hình 25. Tiếp theo là hình 26, 5 cây. 5 cây này cũng khá là lớn nhá cô chú anh chị nhá. Với giá chỉ có 130.000 ạ. 130.000 thôi. Đấy, hàng tươi và đẹp. Với số cây như vậy cô chú anh chị về là làm một chậu rất là đẹp rồi. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình số 27. 9 cây luôn nhá. Lô này có 9 cây luôn với giá chỉ có 120.000 ạ. Sang hình tiếp theo sẽ là hình 28, 7 cây. 28 này 7 cây. Em bán với giá chỉ có 150.000 thôi. Và hình tiếp theo sẽ là hình số 29, cái lô này cũng rất là đẹp. Lô này thì có 8 cây ạ. Cực kỳ là xinh, có những cây xếp lụt đẹp tuyệt vời luôn đấy cô chú anh chị. Này, lá tròn vo cực đẹp luôn. Cái lô này 8 cây này em bán với giá là 150.000, quá là yêu luôn. Tiếp sang bên này đây sẽ là hình số 30. Hình này có 13 cây. Với giá em bán với giá là bao nhiêu ạ? 150.000 cho cái hình số 30 này mà có đến là 13 cây đều khá đẹp nhá. Sang bên này sẽ là một cái hình cáo xếp cực kỳ là xinh ạ. Đặc biệt là cái cây này lá tròn mít cực đẹp luôn, nhiều cây lá xếp V rất là tuyệt vời luôn cái hình này này. Hình 31 5 cây là cáo lá xếp rất là đẹp. Và hình này em xin phép được bán với giá là 180.000 cô chú anh chị nhá. Như cây này thì cực kỳ là tiềm năng. Cần hoa rất là dài, cây lá xếp V không bỏ lá chân luôn, rất là đẹp. Cây này cũng thế đây, trong hai cái lô hàng này có hai cây này cực kỳ là nổi bật luôn. Rất là giá trị luôn ạ. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình 32. Hình này có 15 cây cô chú anh chị nhé. Với giá chỉ có 140.000. Với cái cây cáo đẹp xinh như vậy chưa đến 15.000 ạ. Hình số 33, 12 cây luôn. Với giá chỉ có 120.000 thôi cô chú anh chị nhé. Sau bên này thì em có một cái giò. Một cái giò lan mà dân người ta trồng thuần tại vườn này. Hai cây cáo, ba cây cáo mẹ con này. Với cả một cái phần một ít hạc vĩ của vùng Cao Bằng nữa. Đó, dân người ta trồng vào như vậy nhá. Máy giò này em bán với giá là 100.000. Cô chú anh chị nào nhanh tay, cây rất là khỏe, rất là đẹp. Được hai cái loại lan trong một cái giò lan rất là xinh. Sau bên này sẽ là cái hình số 35 với chậu cáo, dáng hương đuôi cáo đã thuần. Em bán chậu này với giá 200. Tiếp theo sẽ là cái chậu số 36. Chậu này em bán 200 ạ. Và chậu 37 với giá chỉ 180. Bên này là hai khúc cáo nguyên bản, một khúc cáo mẹ con rất là đẹp. Và bên này sẽ là một cái khúc cáo xếp nữa cực kỳ là xinh luôn. Em bán cái hai khúc này với giá là 200.000 nhá. Sang hình bên này sẽ là hình số 39. Cái chậu phi điệp vàng ạ, với giá 130.000. Sang bên này sẽ là những cái cây tổ quạ rất là đẹp cô chú anh chị này. Và những cây tổ quạ này cô chú anh chị có thể trồng làm tiểu cành cũng như là trồng để làm mát sân vườn cô chú anh chị ạ. Bình thường thì cái giá thể của cái cây tổ quạ này là một cái giá thể trồng lan ghép lan rất là tuyệt vời. Và đồng thời thì cái giá thể tổ quạ này nó còn giữ nước rất là tốt. Giữ nước cực kỳ là tốt luôn. Cái lá với những cái tán lá xòe tròn ra tạo cái độ râm mát. Và cái phần bên dưới của nó giữ ẩm rất là tốt, có thể tạo ra một cái không gian cực kỳ là mát. Đặc biệt là cô chú anh chị ở dưới miền xuôi thì những cây tổ quạ này, trồng vài cái cây tổ quạ trong vườn sẽ tạo ra một cái không gian cực kỳ là mát mẻ cho sân vườn của cô chú anh chị nhé. Mà lại còn rất là đẹp nữa ạ. Cái giá thể trồng lan rất là tuyệt vời nữa. Thì ở đây hôm nay thì em có một vài cái tổ quạ để cô chú anh chị có thể sưu tầm cho sân vườn của nhà mình ạ. Cái hình tổ quạ này em gọi là cái hình tổ quạ số 40. Hình tổ quạ khá là lớn cô chú anh chị ạ. Khá là lớn nhá. Tính khoảng cách từ hai cái bên lá này, tính từ gang tay bên trong lòng thôi, em không tính lá bên ngoài, thì nó cũng trên khoảng tầm 25cm rồi, em nghĩ như vậy. 2/25cm. Thì cái cây tổ quạ này em bán với giá là 40.000 nhá. Cây tổ quạ tiếp theo sẽ là hình tổ quạ số 41, một cây cực kỳ là khổng lồ, rất là to. Cái hình này em xin phép được bán với giá là 70.000 ạ. 70.000 cho con tổ quạ này nhá. Hình 41, 42, bên này sẽ là hai cây tổ quạ. Cây này thì rất là đẹp ạ.
Cây tổ quả này rất là đẹp luôn cô chú anh chị này. Khá là to và đã gọt tròn đều. Bên này một cái tổ quả nhỏ hơn một chút xíu. Cây này thì khá là nhiều tầng lá đẹp này. Cái hình tổ quạ, cặp đôi tổ quạ này em xin phép được bán với giá là 75.000 nhá, cho hình số 42 ạ. Và hình số 43 cũng là một cái khúc tổ quạ duy nhất tròn rất là đều, tròn và đẹp. Cái hình cây tổ quạ này em bán với giá là 50.000 và hình số 44. 44 này thì đây ạ, hình này thì cũng rất là to chú anh chị ạ. Và ở đây thì hình như đâu là hình này thì em xin phép được bán nó với giá là 50.000 cho cây tổ quạ này. Và hình tiếp theo sẽ là hình số 46, cũng là hai cây tổ quạ rất là to ở đây ạ. Hai cây tổ quạ rất là to ở hình 45 chứ, không phải hình 46 mà hình 45. Hình 45 là hai, cũng là hai cây tổ quạ rất là to ở đây. Em xin phép được bán với giá là 75.000 nhá. Và hình tiếp theo sẽ là hình số 46, một cây tổ quạ tròn vo ở đây với giá 45.000. Và hình 47 ạ, 47 một cây tổ quạ khá là lớn ở đây, em bán với giá là 45.000. Và 48 này cũng là hai cái con tổ quạ khá là lớn đều. Và hai con tổ quạ này em cũng bán là 75.000. Hai con tổ quạ này em xin phép được bán cũng với giá là 75.000 cho cái cặp đôi này nhá. Sau bên này đây sẽ là cái hình tổ quạ số 49. Cây tổ quạ 49 đấy ạ. Tròn đều và đẹp luôn. Tổ quạ 49 này em cũng bán với giá là 45.000 và tổ quạ 50. Tổ quạ 50 này cũng với giá là 45.000 ạ. 45.000 cho cái tổ quạ 50. Sang bên này đây thì em có cái hình 51. Là cái hình 51 là một chậu điệp tím của vùng Cao Bằng. Cho cô chú anh chị nào sưu tầm này. Cây thì hàng này là cái hàng đấy, cái mặt bông cánh bầu rất là xinh cô chú anh chị này. Đây là mặt bông của điệp Cao Bằng. Trước đây thì khi mà cô chú anh chị nói đến điệp tím của vùng Cao Bằng, cô chú anh chị biết rồi ạ. Nổi tiếng về thân lá đẹp cũng như là mặt bông rất là xinh. Đấy, chậu điệp tím này hiện tại đang có 3 mầm gốc. Em xin phép được bán với giá là 110.000. Cô chú anh chị có thể sưu tầm cây điệp của vùng Cao Bằng. Sang bên này sẽ là cái chậu số 52. Chậu 52 này cũng có 3 kỳ cô chú anh chị nhá, 3 mầm. Hiện tại cây này cũng đã ra hoa rất là đẹp luôn đây cô chú anh chị này. Đó, bông hoa cực kỳ là xinh như thế này này. Và cái cây này thì đây cô chú anh chị thấy ạ, hoa rất là đẹp luôn đúng không ạ? Và cái chậu này em xin phép được bán với giá là 100.000. 100.000 cho chậu số 100.000 cho cái chậu số 52. Và chậu 53 thì khá là lớn. Khá là lớn và bông hoa thì cũng tím rất là đẹp luôn. Mặt bông cũng rất là đẹp. Đấy, buổi tối mà còn cánh rất là bay. Và rất là nhiều mầm cô chú anh chị nhé. Nhiều mầm như vậy. Và cái chậu này em xin phép được bán với giá 300.000. Sang bên này đây sẽ là cái hạc vĩ màu hồng đào. Màu hồng như là hoa đào và rất là sai bông cô chú anh chị nhé. Hay người ta còn gọi đây là hạc vĩ Đà Lạt. Với hoa rất là hồng và rất là đẹp. Và cực kỳ là sai bông, dễ thuần, dễ chăm. Cái chậu hạc vĩ này, hồng đào này, hình 53 này cô chú anh chị này, rất là nhiều mầm luôn, đẹp như vậy em bán với giá chỉ có 150.000 ạ. Hình 54 cũng với giá 150.000 nhá. Và hình 55 cũng vậy cô chú anh chị thấy ạ. Đó, thân chảy dài đều đẹp và sau này nở chắc chắn là sẽ như những suối hoa luôn, hoa nở ạ. Cái chậu này em bán giò này với giá cũng 150.000 này. Hình 56 với giá là 140.000 ạ. Hình 57. 57 này em bán với giá là 150.000 nhá. Và hình 58 cũng vậy, 58 em bán với giá 160.000. Bên này thì em còn có 2 cái lô kiều tím miền Trung, em bán thanh lý nhé, cô chú anh chị nhé. Đây, cái lô kiều tím miền Trung 59, về làm được một giò cực kỳ là xinh luôn. Mà kiều tím cho chú anh chị biết rồi ạ, giá cũng rất là đắt đỏ, có 120.000 thôi cho lô kiều này nhé. Số tiền 120.000 cho cô chú anh chị sở hữu ngay một giò kiều tím đẹp ạ. Hình tiếp theo sẽ là hình số 60. 60 cái lô kiều tím này, thân lá to bự tròn vo rất là đẹp luôn. Chỗ này có 3-4 dề gì đó, em bán với giá chỉ có 200.000. Mà sang bên này sẽ là một cái giò trần mộng xuân to, khỏe và đẹp như vậy. Em bán cái giò này với giá là 300.000 nhá. 300.000 cho cái hình trần mộng xuân 61. Cái dòng trần mộng xuân này thì bề cô chú anh chị trồng chắc là ổn định, dễ một cái là cây sẽ cho nụ rồi. Hoa độ bền trên độ bền là trên 3 tháng. Và đây là một trong những dòng địa lan mà đẹp nhất trong tất cả những cái dòng địa lan. Mà nói đến hoa Tết thì người ta không thể nào không nói đến trồng trần mộng xuân. Mà không chỉ chơi hoa đẹp mà cô chú anh chị thấy thân lá của nó, cô chú anh chị có thể ngắm thân lá được xanh mướt quanh năm. Và bên này sẽ là một cái hình tiếp theo, sẽ là hình số 62. Cái lô này em bán 200.000 cho cái giò trần mộng xuân này. Và sang bên này thì em có những cái cây HO chuẩn hàng ươm ki cô chú anh chị nhá, chuẩn ươm ki đấy ạ. Và cái giò này em xin phép được bán 450.000
hai mầm gốc với cả một cái thân già rất là lớn. Hình tiếp theo này, chậu này em cũng bán 450.000 cho chậu HO số 2. HO số 3 với giá cũng 450.000 và HO số 4 cũng với giá là 450.000 nhá. Và bên này là em còn có một cái chậu Phú Thọ này với giá là 150.000 thôi ạ. Sang bên này đây thì em có cái đặc sản của vùng miền Cao Bằng ạ, miến rong phe đén là 100.000 trong một túi 1 kg nhá. Bên này sẽ là chuối hột khô với giá là 100 chuối hột khô em bán với giá là 100.000 cho một túi 1 kg. Và bên này sẽ là mắc mật, quả mắc mật ạ. Em bán với giá là quả mắc mật, một cái gia vị tuyệt vời nhá. Em bán với giá là 120.000 cho một túi 1 kg. Hoàng tinh với giá là 200. Còn bên này thì sẽ là cái rễ mũ tần với giá là 120.000 cho một túi 1 kg ạ. Nấm ngọc cầu với giá 150.000 cho 1 kg. Tầm gửi cây chanh 220 và tầm gửi cây nghiến là 190 nhá. Bên kia là cái măng lưỡi lợn với giá là 200.000 cho một túi 1 kg. Sang bên này đây thì em có nhiều những cái chế phẩm và vật tư dành cho hoa lan nhá. Em có vỏ thông này, đồng đủ size 1, 2, 3, 4 vỏ thông vụn, đồng giá là 30.000 cho 2.000 trong kg. Và giớn vụn với giá thể trồng lan cũng rất là tuyệt vời luôn ạ. Em bán giớn vụn với giá là, giớn vụn ở đây thì em còn có, em bán với giá là 20.000 trong kg, 40.000 trong kg và rêu rừng 50.000 trong kg nhé, được rất là nhiều luôn. Và sang bên này thì em có Atonic là 10.000 cho một gói ạ. Và Hùng Nguyễn 25.000 cho một lọ, 5.000 cho một cặp nhé. Dưỡng chất AB với giá là 85.000 cho một lọ. Duy đỏ với giá là 60.000 cho một ống. Và cái Super 2 hormone tăng trưởng với giá là 50.000 cho một lọ. Liền da Mỹ Tiến với giá là 40.000 cho một lọ. Và cái B1 Thái với giá là 40.000 cho một lọ. B12 giải độc cho cây với giá là 30.000 cho một lọ. Và 3 loại phân bón thông minh tan chậm có kiểm soát đồng giá 30.000 cho một lọ. 3 loại phân bón lá đồng giá sẽ là 35.000 cho một lọ nhé. Và bên này sẽ là dây buộc lan chiều dài 100m có dao cắt kèm theo rất là tiện dụng với giá là 35.000 cho một cuộn này. Phân bón dạng túi lọc với 20 túi lọc bên trong cho một cái hộp phân bón như vậy với giá là 35.000 cho một hộp. Nó sẽ cung cấp dinh dưỡng cũng như kích bộ rễ, kích để ra bộ rễ khỏe cũng như là ra nhiều rễ con. Bên này em có sản phẩm là Kim Kim Boom, một cái đặc trị thối nhũn tuyệt vời trong mùa mưa này với giá em bán là 25.000 cho một cái lọ như vậy. Và đặc trị côn trùng, đặc trị côn trùng cho cái mùa nắng nóng này rất là nhiều loại côn trùng, em bán là 70.000 cho một lọ. Bên này sẽ là Chichoderma phân bón vi sinh kháng nấm 15.000 cho một gói thôi ạ. Và một túi như vậy là 1 kg luôn với giá là 50.000 nhá. Bên này sẽ là cái sản phẩm mà, bên này sẽ là cái sản phẩm cũng là Chichoderma, cái túi này em bán với giá là 50.000 cho 130.000 cho một cái hộp như vậy là 1 kg. Bên này sẽ là phân bón chuồn quế nguyên chất dòng cao cấp, một túi như vậy có 1 kg em bán với giá là 35.000. và đặc biệt là phân bón dinh dưỡng hữu cơ vi sinh được làm từ dịch chuối, phân trâu và đỗ tương, mà cái sản phẩm này đã ủ men vi sinh cũng như là ủ kháng nấm trong vòng trên 2 tháng. Cái sản phẩm mà cung cấp cái giá trị dinh dưỡng cũng như hạn chế nấm bệnh một cách tuyệt vời nhất đối với cây, giá chỉ có 35.000 trong cái sản phẩm như vậy là 1 kg cô chú anh chị nhé. Và cô chú anh chị biết rằng là riêng dòng phân trâu thôi, qua nén viên thôi đã hết sức là tuyệt vời đối với cây rồi, mà thị trường người ta bán là giá không dưới 60.000. Còn với sản phẩm bên em không chỉ có phân trâu mà còn có dịch chuối và đỗ tương. Đấy, một cái sản phẩm phải nói là hội tụ đủ tất cả những cái dưỡng chất cần thiết đối với cây. Cái sản phẩm phân bón dinh dưỡng vi sinh tốt với cây như vậy mà giá chỉ có 35.000. Và ở đây thì giá cực kỳ là rẻ như vậy bởi vì là cái sản phẩm bên em là mua hàng thông qua trung gian, nên là được cái giá xuất xưởng mà người làm ra nó thì cũng gọi là lấy công làm lãi, nên là sẽ cô chú anh chị sẽ được cái sản phẩm mà rất là ưu ái mà giá thành thì cực kỳ là rẻ. Bên này thì em vẫn có cái sản phẩm là tinh dầu hồi của vùng Cao Bằng ạ. 100% được chiết xuất từ những cánh hoa hồi tự nhiên của vùng Cao Bằng, có dạng treo, dạng lăn và dạng nhỏ giọt. Một cái sản phẩm như vậy em bán với giá là 50.000 cho một lọ cô chú, 40.000 cho một lọ cô chú anh chị nhé. Có rất là nhiều những tác dụng dược liệu tuyệt vời như là diệt khuẩn, làm sạch không khí. Cái mùi hương của nó có thể giúp cho cô chú anh chị có cảm giác thư giãn và giảm đau, và đặc biệt là nó có thể giúp cho cô chú anh chị giảm đau hiệu quả, không gây nóng rát ạ. Em vừa giới thiệu đến cô chú anh chị tất cả những mặt hàng hôm nay bên em đang có, và cảm ơn cô